sống nhờ tính năng tìm kiếm bạn bè trên iPhone. Katrina Kramer Alexander, sống tại thành phố Mount Airy, bang North Carolina, Mỹ, đã rất lo lắng khi không thấy con gái trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của mình trong nhiều giờ liền. Trước đó con gái của bà Alexander, Marcy Smith, 17 tuổi, đã lái xe đến thăm một người bạn của mình trong điều kiện trời mưa nặng hạt. Ngay cả khi đã quá giờ giới nghiêm nhưng vẫn không thấy con gái trở về nhà khiến bà Alexander hết sức lo lắng. Không còn cách nào khác, bà Alexander đã phải sử dụng tính năng Find My Friend, một tính năng trên iPhone cho phép người dùng có thể chia sẻ vị trí của nhau để có thể tìm thấy nhau dễ dàng hơn. Dựa vào tính năng này, bà Alexander phát hiện rằng con gái của mình đang ở gần nhà nhưng không rõ lý do tại sao vẫn chưa trở về. Lần theo thông tin về địa điểm được tính năng Find My Friend xác định, bà Alexander đã rất kinh hãi khi phát hiện thấy chiếc xe của con gái mình đã bị lật xuống một con mương sâu hơn 7,5 mét bà lập tức gọi điện cho lực lượng cứu hộ để giải cứu con gái mình. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu Marcy Smith và đưa cô đến bệnh viện. Tại bệnh viện các bác sĩ cho biết Smith bị gãy cổ và đã được phẫu thuật thành công. Cánh tay trái của thiếu nữ này cũng bị chấn thương nghiêm trọng vì bị chèn ép nhiều giờ sau vụ lật xe. Thật may mắn vì đã có được tính năng xác định vị trí của con gái tôi nhờ vào ứng dụng xác định địa điểm. Nếu không tôi sẽ không bao giờ biết được phải tìm nó ở đâu, bà Alexander chia sẻ tôi chắc chắn rằng tính năng này trên iPhone đã cứu mạng con gái mình. Chia sẻ về vụ tai nạn của mình trong bệnh viện, Marcy Smith cho biết trời mưa lớn khiến cô bị mất lái và chiếc xe đã bị lật ba vòng trước khi rơi xuống một bờ kè sâu 7,5 mét khiến cả chiếc xe bị che khuất khỏi tầm nhìn của những người đi đường khác. Smith đã bị mắc kẹt trong xe hơn 7 giờ đồng hồ khi được mẹ tìm thấy và được lực lượng cứu hộ giải cứu. Trong giờ đầu tiên sau vụ tai nạn, tôi đã rất hoảng loạn. Tôi đã tìm kiếm những cách khác nhau có thể làm để thoát ra nhưng không thành công. Marcy Smith chia sẻ, cánh tay tôi đã bị mắc kẹt còn điện thoại bị văng ra ngoài tầm với nên không thể làm gì được và tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình. Alexandra cho biết bà và con gái của mình đã đồng ý sử dụng tính năng Find Me Friend để chia sẻ vị trí của nhau thông qua iPhone vào năm ngoái và bà không thể ngờ rằng chính điều này đã giúp bà cứu mạng được con gái của mình. Qua câu chuyện của con gái mình, Alexandra cũng kêu gọi các bậc phụ huynh và con cái đừng nên ngần ngại chia sẻ vị trí của nhau trên điện thoại. Đừng lo ngại rằng con cái sẽ mất đi sự riêng tư khi bị cha mẹ giám sát mà rất có thể điều này sẽ rất hữu dụng trong rất nhiều trường hợp. Find Me Friend là tính năng được Apple giới thiệu đầu tiên vào năm 2011, hiện hỗ trợ nền tảng iOS 8.0 trở lên, là ứng dụng cho phép nhiều người dùng thiết bị chạy iOS iPhone, iPod Touch hoặc iPad, có thể truy cập vào thông tin định vị GPS của thiết bị những người còn lại nhằm xác định được vị trí hiện tại của nhau để sử dụng tính năng này đòi hỏi sự chấp thuận từ phía những người tham gia để tránh trường hợp bị lợi dụng để ngầm theo dõi dấu vết của một ai đó tê thùy